Hello, xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn. Chúng ta đã quay lại với lớp học của thầy Alex. Hi guys, xin chào mọi người, welcome back everyone. Nhà trên của thầy người ta đang khoan đó mọi người, không biết là các bạn có nghe bị nghe vào mic không các bạn? Thầy đang không biết là như nào, thầy nghĩ là mic của thầy nó có chế độ lọc âm rồi thì hopefully finger cross thì nó sẽ không bị affect các bạn lắm đúng không? Xin chào mọi người, welcome back everyone, xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn, chúng ta quay lại với livestream của thầy Alex. Các bạn nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 11 giờ sáng mọi người nhé. Và cái động lực để thầy để tiếp tục lên duy trì livestream, lên giao lưu với các bạn đó là những cái sự yêu quý của các bạn đúng không các bạn nhé. Đúng không, khi mà chúng ta lên livestream phải có khán giả xem đúng không mọi người, có nhiều người xem thì nó vui hơn, có nhiều động lực hơn đúng không các bạn. Thì rất là mong là trong livestream của thầy để các bạn chịu khó chúng ta thả tim giúp thầy Alex này. Bạn nào mà chưa follow thầy thì chúng ta làm ơn là hy vọng chúng ta follow thầy Alex mọi người nhé. Và nếu mà bạn nào muốn yêu quý thầy Alex hơn đúng không mọi người, chúng ta muốn đăng ký học với thầy thì chúng ta ấn vào đường link trong bio của thầy để đăng ký học với thầy Alex mọi người nha. Hoặc là chúng ta nhắn tin với thầy qua TikTok cũng được. Đó. Either way, cách nào cũng được đúng không các bạn. Ok. So, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng luyện viết rank task 1 thứ tư đúng không mọi người. Đó, quên mất lịch livestream của thầy sẽ luôn là thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 11 giờ sáng. Hôm thứ sáu với thứ tư thứ sáu với thứ hai vừa rồi thì thầy có nghỉ lễ các bạn. Thực ra không phải nghỉ lễ đâu, thầy cũng có thể lên livestream giao lưu các bạn từ hôm qua rồi, từ hôm thứ hai rồi, nhưng mà thầy bị ốm các bạn. Bạn nào nãy vào livestream muộn thì không biết là thầy đợt vừa rồi thầy vừa thử đi ăn cái Doki ấy, không phải các bạn có biết cái Doki không ạ? Cái cửa hàng Doki ấy. Đó, nhưng mà ăn xong thầy bị đau bụng các bạn, không biết là do đồ ăn hay do bụng dạ thầy thì thầy như nào. Đó. Anyway, I think I'm well again. I think I have fully recovered. Think so. Nào, chúng ta vào bài luôn nhé mọi người nhé, không để các bạn chờ lâu nữa. So, đề bài này. The table and charts show some information about different sports in one country. Cái bảng này và cái biểu đồ tròn đúng không? Thì thể hiện thông tin về các cái môn thể thao tại một quốc gia. Cái bài này nó không hề cho cái dữ liệu về năm, cho nên thầy nghĩ là thầy sẽ sử dụng hiện tại đơn các bạn. Thầy sẽ sử dụng hiện tại đơn thôi. Bài này nó không cho chúng ta về dữ liệu về năm. Đó. So, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải gọi là mở bài đúng không các bạn? Đã viết một cái câu mở bài đúng không mọi người? Đó, thì thầy sẽ cho các bạn câu mở bài rất là ngắn gọn nhé. Mở bài thông thường thầy sẽ tách riêng ra biểu đồ, gọi là biểu đồ bảng này, nó sẽ, cái bảng này sẽ cho chúng ta cái gì này và cái tròn biểu tròn sẽ cho chúng ta cái gì được không ạ? Đó. So, mình xem với thầy nhá. Đầu tiên câu rephrase này. So the table đúng không? The table compares, compares so sánh đi. Chúng ta xem biểu đồ trên này trước nhá, xem là nó có cái gì nhá. Biểu đồ cái bảng là có cái gì, bảng là cho attendance là cái việc tham gia đúng không các bạn, và total revenue là kiểu gọi là doanh thu tổng đúng không đó. So ok thế thôi đúng không, mỗi thế thôi. So the table compares the attendance, cái sự là tham gia, and revenue data đi, xem cho thêm dữ liệu vào for bốn môn thể thao, for sports in one nation, của một quốc gia đúng không? Đó, đúng chưa? And the pie chart shows, cái này các bạn, đó là người ta đang nói là gì đấy ạ? Cái bảng tròn này sao chúng ta biết là source of revenue là cái nguồn doanh thu của cái môn ice hockey đúng không? Là gì đúng không? TV này, ticket này, concessions này, concession này như là những cái thứ mà nó bán đồ ấy, bán đồ buôn bán kiểu kiểu như vậy, và sponsorship tài trợ đúng không các bạn, bốn nguồn. Cái này thì thấy thể có một cái từ đó là breakdown các bạn, cho mình biết cái sự gọi là breakdown là cái sự phân bổ đúng không. The show the breakdown of revenue sources đi, các cái nguồn doanh thu, hoặc là revenue stream cũng được nhé, cái nguồn doanh thu gọi là stream cũng được, revenue streams for ice hockey đúng không, cho cái môn này,
của cái môn này nhé. Của thì dùng từ của, of ice hockey là đúng hơn đúng không? Của môn này đúng không các bạn? Ok không? Dễ không các bạn? Rất là dễ đúng không mọi người? Yeah, good. Thả tim giúp thầy này các bạn ơi. Trời ơi, hôm nay ít người xem quá. Buồn quá các bạn. Thả tim giúp thầy này các bạn. Ấn vào màn hình thả tim giúp thầy Alex này các bạn nào. Come on guys. Yeah. Ít người xem buồn các bạn. Ice hockey thầy không biết là môn gì mà thầy không biết được cái môn này. Như kiểu là môn thầy đang tưởng tượng là môn khúc côn cầu hay gì đúng không? Hình như thế em ạ. Cái môn mà người ta trượt băng xong người ta cầm cái gậy người ta đánh ấy đúng không? Thầy không biết môn này em ạ, thầy không biết môn này. Đó. Ok chưa? Đó, câu mở bài rất là ngắn gọn đơn giản đúng không? Thế thôi đúng không các bạn? Làm gì mà phải cồng kềnh đúng không? Sau đó chúng ta sẽ đến phần overall các bạn ha. Câu overall nhá. Đây là kéo xuống cho các bạn dễ nhìn. Đặc sản Canada đúng không? À, thầy chưa đến đúng không? Hình như là Canada sẽ lạnh là sẽ chơi mấy cái môn này đúng không? Thầy chưa đến Canada bao giờ các bạn. Hồi xưa thầy định đi du học Canada mọi người. Nhưng mà thấy mọi người bảo lạnh quá. Với bên đấy thì sợ hơi buồn. Thầy không biết như nào. Các bạn nào đi Canada chúng ta thầy chia sẻ với thầy. Yeah. À, sau chúng ta sẽ viết overall đúng không? Câu tổng quan đúng không? Đấy. Để viết câu tổng quan chúng ta phải quan sát các bạn. Cái này chúng ta quan sát từng hình một thôi. Ví dụ cái hình đầu tiên này các bạn nhìn với thầy này. Hình đầu tiên này à, chúng mình thấy gọi là, để xem nào, baseball lớn nhất đúng không? Baseball lớn nhất này. Lớn nhất nhưng mà nó tạo ra được khoảng 10 triệu thôi đúng không? 10 triệu revenue. Football thì là 17 sự tham gia là 17 triệu này. Nhưng mà nó tạo ra 13 tỷ. 13 tỷ này các bạn thấy là rất là nhiều nhất này các bạn này. Thầy có thể nói là câu đầu tiên nhé, các bạn thấy cái sự liên quan ở đây nhé. Đó là chúng ta thấy là football mặc dù là nó là có người tham gia thấp nhất đúng không ạ? Đó, nhưng mà nó tạo ra là rất là nhiều tiền, nó tạo ra nhiều tiền nhất luôn. Đúng chưa? Đấy. Đúng không các bạn? Nhưng mà trong khi đó thì baseball này mặc dù nó có người tham gia rất là nhiều, nhưng mà cái tiền mà nó tạo ra thì nó lại, con số 10 thì mình không thể bảo nó thấp được, thì thầy sẽ bảo là nó baseball này nó tạo ra rất là, nó có nhiều người tham gia nhưng mà nó cái số tiền nó tạo ra thì nó không cao bằng football đi. Đó, thầy sẽ so sánh như thế đi, đúng không? Đó, như thế thì nghe nó sẽ đúng hơn đúng không? Chứ không bảo là nó thấp được đúng không? Đấy là cái thứ nhất nhá, mình cứ ghi vào trước nhá. Overall này, why football has, cái này chia hiện tại đơn hết nhá, has the lowest attendance đúng không? Có cái sự gọi là sự tham gia ít nhất đúng không? These sports tạo ra nhiều tiền, tạo tiền chúng ta thể chữ generate đi, generates the most revenue đúng không? Tạo ra gọi là nhiều doanh thu nhất đúng không? Đó, ok chưa? Ok chưa? À, this sport, quên mất không có S, quên nhầm lộn đấy, đúng không? Ngược lại, in contrast đúng không? Ngược lại đi, in contrast. Baseball đúng không? Baseball thì nó gọi là dẫn đầu đi, dẫn đầu về cái lượng attendance đi, baseball leads đi, đúng không? Leads in terms of attendance by a large margin, but the money made from it is not as high as that from football. Ok chưa, các bạn xem thầy so sánh lại như này nhá. By a large margin các bạn, sao thầy nhìn thấy cái đen đen nhỉ? Nhìn thấy cái đen đen, người ánh sáng hết cỡ rồi mà sao người lại cái đen đen nữa. Dạ, thầy chơi cho sáng lên. Đấy. Ok. Nào. Trong khi bóng đá thì có cái lượng tham gia ít nhất này, nhưng mà môn thể thao này đã tạo ra nguồn doanh thu lớn nhất, nhiều nhất.
Ngược lại này thì baseball thì dẫn đầu, leads là dẫn đầu động từ, dẫn đầu về cái việc attendance by a large margin là gì ạ? Dẫn đầu với một cái con số nó rất là xa ấy, đúng không? Các bạn sẽ thấy tại sao thầy phải dùng by a large margin, bởi vì thầy thấy là nó dẫn đầu tận 73 triệu cơ mà. Cao hơn những cái thằng kia rất là nhiều luôn. Đó thì đây là cái ý nghĩa của từ by a large margin. Dẫn đầu với cái số lượng rất là nhiều đúng không? Với tỷ lệ rất là lớn và cái sự cách biệt rất là lớn. Đó. Được chưa? Yeah. Các bạn có thể dùng từ margin hoặc là gap cũng được nhá. Dẫn đầu với một cách biệt rất là lớn, by a large gap. Đó. But the money made from this, đúng không? Cái, nhưng mà cái tiền mà được làm ra từ cái gọi là môn thể thao này thì nó không cao bằng cái tiền từ môn thể thao bóng đá. Được chưa? Đó. Dễ hiểu không? Yeah. Sao tự nhiên người thầy nhìn nhìn mặt thầy nó cứ đen đen các bạn? Không hiểu. Đèn đó có thể là như nào? Nhân đây nữa, làm đỡ hơn nữa. Đấy, ok chưa? Yeah. Nào, xong rồi đúng không các bạn? Dễ đúng không? À quên mất còn cái này nữa, còn cái hình tròn nữa đúng không các bạn? Quên mất hình tròn nữa nhé, xem hình tròn với thầy nhé. So, tiền thì chắc là cái tiền kiếm được, cái tiền nhiều nhất cho cái môn ice hockey đó là cái môn tickets đúng không các bạn? Cái việc để tickets để hiểu là sẽ là bán vé đấy đúng không? Bán vé này. Thấp nhất là thằng nào đấy? Thấp nhất màu đen là thằng sponsorship đúng không? Thế thôi, nói hai cái thằng thấp nhất và cao nhất thôi. Đó. So, also noticeable. It's that. Cũng nhận ra rằng đúng không? Đó, cũng nhận ra rằng này. Hầu hết cái tiền most money made from kiếm có từ earn đi, kiếm tiền đi, earn from ice hockey. Hello, xin chào Phúc Minh, xin chào các bạn. Các bạn ơi, chúng ta thả tim giúp thầy Alex lên mọi người cho livestream nó sôi động hơn một xíu nữa các bạn. Thầy biết là khi mà thầy viết văn là mặt thầy đã rất là đần rồi các bạn. Nếu các bạn sẽ đón xem của thầy Alex thì chúng ta gọi là thả tim, thả like các thứ giúp thầy mọi người nhé. Cho cái livestream này tương tác được một xíu các bạn. Ấn vào màn hình nhé mọi người nhé. Ấn vào màn hình thả tim giúp thầy các bạn. Đó, thả tim, ấn vào màn hình giúp thầy đi các bạn ơi. Yeah. Thầy biết là lúc mà thầy viết văn mặt thầy rất là đần các bạn. Phải nghĩ mọi người đúng không? Cũng nhận thấy rằng này, hầu hết cái số tiền kiếm được từ môn ice hockey thì nó đều là từ gọi là bán vé đúng không? Comes from việc bán vé là ticket selling đúng không các bạn? Ticket selling. Trong khi đó whereas sponsorship chiếm rất là ít đúng không? Tài trợ, sponsorship, accounts for chiếm rất là ít à chiếm phần nhỏ đi, a minority chiếm một cái phần rất là nhỏ, minority là thiểu số đúng không các bạn, chiếm phần nhỏ nhé. Yeah. Hoặc là for a small share, được chưa? Đó. Chiếm một cái phần rất là nhỏ. Accounts for a small share. Đó. Ok các bạn. Dễ hiểu ha. Nó tổng quan thấy thôi, cái hình tròn này chẳng có gì cả. Also noticeable is that, đó là kiểu hơn nữa nhé. Hơn nữa thì hầu hết cái số tiền kiếm được từ môn này đều đến từ việc gọi là mua bán vé. Trong khi là cái việc tài trợ thì nó chiếm một phần rất là nhỏ. Accounts for a small share. Ok chưa? Trong này chúng ta bắt đầu phải tính đến việc gọi là viết thân bài đúng không các bạn? Thì chắc chắn bài này rất là rõ rồi. Thân bài 1, thân bài 2 thì mỗi bài tả một cái hình, một cái tả cái table, một cái tả cái pie chart đúng không các bạn? Đó, đơn giản như thế thôi các bạn. Đó. Thì cái này thì thầy sẽ phân ra nhá, để cho phân từng cái hình ra một nhá, cho các bạn dễ hình dung nhá. Đấy, đúng không? Ok chưa? Để như này dễ nhìn chưa? Đó. Tí nữa cho các bạn chụp lại sau nhá. Tí cho chụp lại sau. Bây giờ thầy viết đã, tập trung viết đã. Thả tim giúp thầy nào các bạn ạ. Come on guys, thả tim giúp thầy Alex nào mọi người. Hello, xin chào, I am Sam, xin chào em. Xin chào các bạn. Thả tim giúp thầy Alex nào mọi người. Trời ơi, livestream ít người xem, buồn thực sự luôn các bạn. Xin chào Minh Ngọc, xin chào em. Alright, so
À, viết nhé. Đầu tiên là trả table đúng không các bạn ha? Table thì trước khi viết thì phải quan sát trước. Đó. Xin chào các bạn. Đầu tiên liên quan đến cái table này. Thầy đầu tiên thầy sẽ tả như này đi, thầy sẽ tả baseball trước. Baseball để nó cao nhất ở cái việc gọi là xem ấy. Cao nhất ở cái việc xem là attendance đúng không? Đó. Nhưng mà nó chỉ kiếm được 10 triệu thôi. Và cái con số 10 triệu này thì theo thì nó thấp hơn con số 13 triệu của football. Mà football thì chỉ có gọi là 17 triệu người tham gia. Đó, được không ạ? Baseball với ice hockey thì có hai thằng này giống nhau thì mình nên gộp vào với nhau. Và về con số tiền mà nó kiếm được thì cũng tương tự nhau, nhưng mà cái thằng baseball cao hơn một xíu, nó cao hơn 1 triệu đúng không? 1 tỷ chứ đúng không? Billion đúng không? Đó. Thử nhá. So recording đi. Recording attendance counts and total revenue. Count này là cái lượt lượt đếm đấy các bạn, hoặc là số lượng. Counts này có nghĩa là số lượng đấy, liên quan về cái số lượng hoặc là tham gia và tổng doanh thu này đúng không? Đó. Baseball này mặc dù nó gì đấy ạ? Although baseball kiếm được nhiều tiền đúng không? À, mình thể thử thống lĩnh đi đúng không? Thống trị đúng không? Dominate the attendance category category mặc dù là thống lĩnh cái gọi là danh mục attendance đúng không? With a striking 73 million được chưa? Với 73 triệu này, it only makes 10 billion in revenue. Nó chỉ kiếm được 10 tỷ thôi. Nó chỉ kiếm được 10 tỷ. À, million đây không có S, quên lộn đấy các bạn. Nhầm nhầm nhọt. Nó chỉ kiếm được 10 tỷ trong doanh thu thôi đúng không? Đó, đúng chưa? Nhé. Và cái con số 10 tỷ này nó thấp hơn 13 tỷ. So this figure xếp vị trí thứ hai đi đúng không? Comes in second place behind the 13 tỷ kiếm từ bóng đá đúng không? Generated đi. From football. Đấy. Which is the least cái mà thầy đang định nói là cái mà được tham dự ít nhất ấy, which is the least attended. Attended with only 17 billion million 17 million đúng không? Được chưa? Đó. Ok các bạn. Thế xong rồi nhá. Xong xong bóng đá với cả baseball rồi nhá. Đúng không? Các bạn xem thầy tả đấy có khéo không các bạn? Rất là khéo luôn đúng không mọi người? Đó. Baseball này thì nó thống trị cái danh mục về attendance này với con số ấn tượng là 73 triệu này. Nhưng nó chỉ kiếm 10 tỷ trong doanh thu thôi. Con số này là con số mà được vừa nhắc tới là 10 tỷ. 10 tỷ này đến chỉ là vị trí thứ hai sau cái 13 tỷ mà được tạo ra từ bóng đá. Và đóng bóng đá thì thầy sử dụng mệnh đề quan hệ luôn, cái mà được tham dự ít nhất, which is the least attended, cái được tham dự ít nhất chỉ với 17 tỷ. Đấy. Đúng không? With just đi, không phải only nhiều nữa. With just 17 million. Đấy, đúng không? Basketball với cả ice hockey thì có cái con số này nó giống nhau nhá. Đó, nhưng mà cái thằng basketball thì cao hơn một xíu đúng không? Đó. Cao hơn 1 tỷ đúng không? So basketball and basketball and ice hockey có con số giống nhau à? Display đi, display là thể hiện đúng không?
display, you know, identical figures. Ở đây. Thôi thầy đang định tản như này. Basketball thì đây, thầy định tản như này. Có những con số đi, có những con số gọi là gần giống nhau thôi, relatively thôi. Đó. Display relatively identical figures, đúng không? With 22 triệu in attendance each, đúng không? Mỗi đứa 22 triệu này. Trong khi đó thì là cái revenue from the former is a billion higher. Yeah, 5 billion compared to 4 billion. Thì các bạn xem lại, thầy kiểm tra lại xem có sai gì không. Basketball với ice hockey này thì nó thể hiện những cái con số nó gần giống nhau. Tại sao thầy dùng là gần? Relatively là gần, tương đối giống nhau thôi. Tương đối thôi chứ không phải đúng giống 100%. Identical là giống 100% đấy các bạn. Với 22 triệu người tham gia, đúng không? 22 triệu người tham gia mỗi đứa, đúng không? Each, đúng không? Trong khi thì cái doanh thu mà từ cái thằng sau, thằng trước ấy, former thằng trước, trước ở đây là basketball này. Doanh số thằng trước thì nó 1 triệu cao hơn, đúng không ạ? Đó. Được chưa? Yeah. Ok ngon. Cái này thì mình sẽ dùng cái and đi. Và doanh số từ cái thằng trước thì nó cao 1 triệu mà ngoặc ra là 5 so với 4. Thì rõ ràng đây mình đang so sánh hai thằng thì không cần phải nói nữa, đúng không? Không cần người ta nói thằng 4 là của thằng nào nữa. Thằng 4 này người ta đọc và người ta sẽ hiểu là ai Socky. Đó. Ok không các bạn? Yeah. Dễ hiểu đúng không mọi người? Dễ hiểu thì thả tim giúp thầy đấy các bạn. Thả tim giúp thầy Alex nào mọi người. Come on guys. Yeah. Thả tim giúp thầy nào các bạn. Cho thầy lên 2.500 tim nào các bạn nào. Để thầy lấy thêm sức lực thầy viết nào các bạn. Đau đầu phết đấy các bạn. Thế các cái hình nó không khó. Quan trọng khó ở đây là mình phải viết sao để thể hiện cái sự so sánh này. So sánh lớn hơn, nhỏ hơn ấy, đúng không? Cao nhất ấy, đúng không? Hay là tìm được cái điểm đặc biệt của cái hình. Đấy mới là cái quan trọng, chứ không phải là mình cứ tả dữ liệu ra là xong. Đó, phải xem thêm cái dữ liệu này có cái gì liên quan đến nhau. Đó, kể cả mình nhìn được cái liên quan thì mình xem là mình có cái từ để mình lột tả cái liên quan đấy nó ra không ấy. Đó. Ok nhá. Tả nốt thân bài cuối các bạn nhá. Mấy học sinh thầy thả tim vẫn lên 2.400 ngay đúng không? Good job các bạn, thank you các bạn. Và nói cái cuối, cái này thì dễ được các bạn. Cái này thì thầy sẽ tả liệt kê thằng là cao nhất, cao nhì, cao ba, cao cuối đó. Đó cho nó dễ. With, you know, the revenue sources of ice hockey. Liên quan về những cái gọi là nguồn doanh thu của cái môn ice hockey. Đầu tiên là gì đấy ạ? Cái việc bán vé đúng không? Tickets đúng không? 40-mấy% đây ạ? 46 đúng không các bạn? The sale of tickets, cái việc bán vé đúng không? Dẫn đầu, tops the chart. Tops the chart có nghĩa là kiểu nó đứng đầu đấy. Đứng đầu cái bảng này. With gần một nửa, 46 gần một nửa đúng không? Nearly half of the total. Cứ nhớ là kể cả bạn có cái tả là khoảng hay là gì đấy thì vẫn nên nói số liệu ra nhé, để người ta hình dung được nhé. 46%. Con số này thì theo sau rất là gần bởi cái việc concessions này. Concession là bán đồ kiểu như vậy thì phải. Đó. Và cái việc gì đấy ạ? TV đúng không? So this figure is
follow closely by concessions. Được theo rất là gần đúng không? Yeah. Mà khoảng bao nhiêu phần trăm đấy ạ? 22%. Đó, đơn giản thôi đúng không? And TV mà ngoặc ra bao nhiêu? 19%. Thấy chưa? Nói chung tả mấy cái hình tròn thầy chẳng biết chất tả nào, thầy hay liệt kê này các bạn. Nó chẳng có gì để tả. Nhìn này là biết thấp hơn đúng không? Yeah. Follow closely, theo sau. Anh nhầm, cái này không phải theo sau gần, theo sau xa chứ nhỉ? Đúng không? Quên, cái này không phải theo sau gần chứ, quên tới 46 xuống 22 đúng không? Follow distantly. Đấy. Distantly. Distantly by concession and TV. Đó. Chào các bạn, ok không nhỉ? Ok nhỉ? Thôi đúng không? Tả cái thằng cuối cùng thôi. Yeah. So money from sponsorship is không đáng kể đi, insignificant đúng không? Representing only 13%. Xong hết. Để xem kiểm tra lại xem mà cái này có thể cho gì vào được không nhá. Thầy đang thấy nó hơi tả thì tả xong rồi đấy các bạn, thế thôi đúng không, đơn giản, thế nó chỉ có 10, có 4 dữ liệu thôi mà. Đây nhá, dẫn đầu này, thầy đang muốn nói thêm dẫn đầu này, top the charts này đúng không nhé. Yeah. Đây interestingly đi, thêm cái này interestingly. And TV sources ok chưa? Đó, cái này thầy thêm dữ liệu rồi các bạn nhá. Thầy thêm dữ liệu thôi, được chưa? Đây là các bạn xem thầy này, thầy tả này, thầy cái câu này thầy chỉ thêm vào để cho thể hiện cái sự quan sát thôi. Đó. Cái việc bán vé này thì nó dẫn đầu với gọi là gần một nửa là 46% này. Cái dữ liệu này thì theo sau rất là xa bởi concession là 22% và TV là 19%. Rất là thú vị này, đó là cả cái concession và TV cộng lại ấy, thì nó vẫn còn thấp hơn là cái việc bán vé. Đấy, đúng không? Yeah. Are roughly equal to be lower. Tại sao lại cồng kềnh em đã equal lại còn lower em? Đó, sau khi cái việc gọi là tiền từ cái việc tài trợ thì nó rất là không đáng kể, nó chỉ có 13% thôi. Xong. Đó. Ok không các bạn? Yeah, được chưa? Đó, thầy nói thầy cũng ok đúng không mọi người? Tả thầy cũng ok đúng không? Yeah. Được rồi các bạn. Yeah, good. Ok đúng không mọi người? Nào cho các bạn chụp ảnh lại nhé các bạn nhé. Trời ơi hôm nay livestream lại buồn quá các bạn. Yeah, có mấy móng xem này các bạn, buồn quá. Yeah. Ok, thank you em, không có gì kitchy ạ. Yeah. So thế nhé, cho các bạn chụp ảnh màn hình lại các bạn nhé. Đó, đây các, được chưa? Alright, so that's it guys. Hôm nay không live writing task 2 em ạ, task 2 thì thứ 6 nhé.
Hôm nay ít có các bạn thôi, mà ít bạn xem mọi người sẽ làm xem rất là nản đúng không? Mọi người rất là nản luôn. Ok, các bạn chịu khó ủng hộ thầy Alex nha mọi người. Lên livestream giao lưu mọi người, mà không có ai xem buồn đâu các bạn. Nản thà thầy đi ngủ còn hơn các bạn nhé. Đi ngủ chiều lấy sức còn đi dậy các thứ đúng không? Bị che đúng không? Đây nhé, từ từ. Các bạn chụp ở màn hình chụp cả cái đề bài các bạn nhé, chụp cả đề bài này. Thank you Sam, không có gì em. Đó, để chưa? Chụp đề bài này, đây thầy kéo xuống nhá. Đây là đề bài nhá, kéo xuống này. Đó, đây là mở bài với cả thân bài 1. Mở bài này, overall này với thân bài 1 này đúng không? Đó, chụp ở màn hình lại đi các bạn. Đó, đây là thân bài 2 đúng không các bạn? Chụp màn hình lại kéo xuống nhá. Thân bài 2, thân bài 1, thân bài 2 này, được chưa? Đó. Có cái câu này thì các bạn không cho vào cũng được các bạn. Đây chẳng qua thầy thấy nó ngắn quá thầy phải cho vào này. Nói chung là có thể là vớt vát được cái sự quan sát thôi, có thể cho thêm cái quan sát đó, để thể hiện cái sự lớn của nó như nào ấy đó. Ok mọi người, good. So yeah, thank you guys very much. Các bạn chịu khó nhớ lịch livestream thầy nó là thứ 2, thứ 4, thứ 6 lúc 11 giờ sáng mọi người nhé. Và bạn nào yêu quý thầy Alex đúng không thì chúng ta có thể nhắn tin riêng với thầy để chúng ta đăng ký học cho mọi người nha. Đó. Alright, bye guys, chào mọi người, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, bye guys. Thank you.